Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024. Sáng ngày 18 tháng 5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ ban ngành trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chiều ngày 17 tháng 5 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nhà ở xã hội. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Ngân hàng Nhà nước khẩn trương chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước lớn cung cấp gói tín dụng cho người mua, mở rộng gói tín dụng, kéo dài thời gian vay lên 10 đến 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 đến 5% so với vay thương mại thông thường. Bộ Tài chính nghiên cứu thành lập quỹ về nhà ở xã hội, đề xuất sớm trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án lập tiến độ, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, áp dụng công nghệ mới, rút ngắn thời gian thi công, công bố công khai thông tin về dự án để người dân biết. Sáng ngày 14 tháng 5, phát biểu tại cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu cho lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tọa đàm có ý nghĩa quan trọng là cuộc gặp đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc nhằm triển khai cụ thể nhận thức chung cấp cao của hai đảng, hai nước trong tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Việt Nam với các doanh nghiệp Trung Quốc, sự lắng nghe, chia sẻ với các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc. Với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm cụ thể, hiệu quả, cân đong đo đếm được. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn lắng nghe, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư kinh doanh hiệu quả, lâu dài và bền vững tại Việt Nam. Thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của Việt Nam. Sáng ngày 15 tháng 5, phát biểu tại lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 18 tháng 5, kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ năm 1959 năm 2024 và lễ trao giải thưởng Tạ Quang Biểu năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn, đồng thời cũng là con đường ngắn nhất để đạt được các mục tiêu. Theo Thủ tướng, với nhiều chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ và phát huy vai trò đội ngũ trí thức, nhà khoa học, ngành khoa học công nghệ nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 khẳng định phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong ba đột phá chiến lược, là cốt sách hàng đầu cho phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là một yếu tố nền tảng của chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hai trong các yếu tố quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên phạm vi toàn cầu và đặc biệt quan trọng đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay. Có thể nói là khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là nền tảng cho phát triển đất nước nhanh, bền vững. Phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là một cái yêu cầu khách quan, là một cái lựa chọn khôn ngoan và cần có sự ưu tiên về nguồn lực. Thế còn nguồn lực thì có cả về thể chế, cơ chế sách, nguồn lực thì có cả con người, nguồn lực thì có cả cái hạ tầng cho cái sự phát triển khoa học công nghệ. Thủ tướng chỉ rõ 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, tập trung xây dựng cơ chế, chính sách phát triển khoa học công nghệ bao trùm toàn diện, đầu tư thích đáng về hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khoa học xã hội và nhân văn, tăng cường thu hút, đa dạng hóa các nguồn lực cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh thị trường khoa học công nghệ, đề xuất triển khai các chính sách vượt trội cho khoa học công nghệ, nhằm khơi dậy niềm đam mê, khuyến khích sự dấn thân trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhất là nhà khoa học trẻ, nhà khoa học đang hoạt động trong điều kiện khó khăn như ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chiều tối ngày 16 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Thủ tướng nhấn mạnh, đến nay, chúng ta vẫn đang thực hiện được mục tiêu tổng quát quan trọng nhất đã đề ra. Về chính sách tài khóa, Thủ tướng yêu cầu triệt để thực hiện tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Cần huy động ngay khoảng 100.000 tỷ đồng phục vụ các dự án trung hạn giai đoạn 2021-2025. Về lâu dài, tiếp tục nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền, việc chuẩn bị các dự án đầu tư hạ tầng chiến lược. Về chính sách tiền tệ, cần đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tỷ giá và lãi suất, sử dụng hợp lý các công cụ thị trường, trong đó có việc bơm tiền ra, hút tiền vào phù hợp, lưu ý không để tỷ giá ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ ổn định tương đối về tỷ giá, dứt khoát thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi tiếp cận tín dụng, tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm lãi suất cho vay từ 1 đến 2% để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng việc làm, tạo sinh kế cho người dân, phấn đấu tăng tín dụng 5 đến 6% ngay trong quý 2 năm 2024. Về thị trường vàng, Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế, kiên quyết thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng. Đến ngày 15 tháng 6 tới, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng thì rút giấy phép. Thủ tướng cũng yêu cầu cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của ngân hàng, đẩy mạnh thông tin truyền thông và tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm liên quan buôn lậu, găm hàng, đội giá, không tuân thủ pháp luật. Chiều ngày 14 tháng 5, Tiếp Tư lệnh Bộ Thực thi Pháp luật Iran, Chuẩn tướng Ahmad Reza Radan đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Iran trên tất cả các lĩnh vực. Đánh giá cao kết quả hội đàm thành công giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư lệnh Thực thi Pháp luật Iran, Thủ tướng tin tưởng hai bên sẽ triển khai tích cực, hiệu quả các kết quả đã đạt được, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước. Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận trong chuyến thăm Iran năm 2023 của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp thứ 10 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Iran trong năm 2024, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao để tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một nội dung quan trọng trong hợp tác giữa hai nước, khai thác các tiềm năng của hai bên như xuất nhập khẩu nông thủy sản, ngành công nghiệp Hà Lan, hợp tác giáo dục đào tạo, du lịch, ngôn ngữ, văn hóa, nghiên cứu khả năng hợp tác về lao động. Sáng ngày 14 tháng 5, phát biểu kết luận cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ ngành liên quan, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng. Phó Thủ tướng đề nghị tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, thu thập thêm thông tin, số liệu để đánh giá đầy đủ về cung cầu, tình hình hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng để có giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, các cơ quan, bộ, ngành địa phương qua thanh tra kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng nếu phát hiện vi phạm, chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, căn cứ vào các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật triển khai ngay các biện pháp để giải quyết bất cập của thị trường vàng hiện nay, bảo đảm thị trường vàng vận hành ổn định với giá vàng miếng ở mức hợp lý. Việt Nam mong muốn WHO giúp nâng cao năng lực y tế dự phòng, đảm bảo thuốc, vaccine. Đây là những vấn đề được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu lên tại buổi tiếp tiến sĩ Saya Mau Biukala, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khu vực Tây Thái Bình Dương vào sáng ngày 13 tháng 5. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao vai trò của WHO trong các hoạt động điều phối, kết nối toàn cầu về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, là một trong 15 nước được WHO lựa chọn để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA. Việt Nam mong muốn nhận được sự trợ giúp thiết thực để nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất vaccine, không chỉ phòng chống dịch bệnh mới nổi, mà cả một số loại bệnh truyền nhiễm đã có nguy cơ gia tăng trở lại như sởi, lao, đồng thời phát triển những loại sản phẩm khác phục vụ nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh của người dân. Sáng ngày 14 tháng 5, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo thảo luận cho ý kiến về nội dung dự thảo nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, nghị định chỉ tập trung vào đối tượng sản xuất, khách hàng tiêu dùng điện tái tạo, doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thương mại, đơn vị bán lẻ điện trong khu công nghiệp. Đối với hình thức mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng hoặc đầu tư thêm hệ thống lưu trữ điện, Phó Thủ tướng gợi mở hướng không quy định về giới hạn quy mô công suất, không phụ thuộc vào quy hoạch, được quản lý theo các quy định pháp luật về thuế, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn xây dựng. Hình thức mua bán điện trực tiếp sử dụng lưới điện quốc gia phải được tính đúng, tính đủ các chi phí sử dụng hạ tầng vận hành, truyền tải, bảo đảm an toàn hệ thống phù hợp với các quy hoạch điện lực. Sáng ngày 15 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ nhất của tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và hai thành phố phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng đề án tổng thể phát triển đường sắt đô thị, lựa chọn công nghệ đường sắt đô thị tiên tiến, bảo đảm tiếp nhận, làm chủ từ khâu thiết kế, sản xuất, chế tạo đến vận hành, quản lý, gắn với đầu tư hình thành ngành công nghiệp đường sắt đô thị. Việc phát triển các tuyến đường sắt đô thị phù hợp với chiến lược, quy hoạch đô thị, bảo đảm hài hòa với các phương thức giao thông trong kết nối hạ tầng. Do lĩnh vực quản lý rộng, lượng dữ liệu lớn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần xác định thứ tự ưu tiên khi xây dựng các cơ sở dữ liệu và triển khai tới bờ, tới bến, tới nơi, tới chốn. Bởi không có dữ liệu thì không có chuyển đổi số, không thể quản lý nhà nước trên môi trường số. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý điều này khi phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến chuyên đề thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp vào chiều ngày 14 tháng 5. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người nông dân và doanh nghiệp. Đặc biệt đối với nông dân thì thủ tục hành chính càng phải đơn giản hơn. Đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung xây dựng chuẩn hóa dữ liệu ngành sao cho chuẩn xác, đầy đặn, cập nhật kịp thời, đặc biệt phải dễ hiểu, dễ ứng dụng. Phát triển hạ tầng số, các nền tảng số trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp công nghệ số như VNPT, Viettel, FPT tích cực tham gia hỗ trợ ngành nông nghiệp chuyển đổi số. Chiều ngày 15 tháng 5 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Zhang Junjiang. Hoan nghênh ông Zhang Junjiang đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng những kết quả kinh doanh và thành công của Huawei trong việc phát triển thị trường và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cũng như hoạt động hợp tác của Huawei tại Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và các nhà đầu tư có thế mạnh như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, viễn thông, trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 15 CTTTG ngày 16 tháng 5 năm 2024, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đảm bảo đề thi chất lượng, có mức độ phân hóa phù hợp, tuyệt đối an toàn, chính xác, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi của địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn, trung thực, xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức kỳ thi, nhất là các phương án ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, tình huống bất thường. Để quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 49 CDTTG ngày 15 tháng 5 năm 2024, yêu cầu Bộ trưởng các bộ có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển rà soát lại toàn bộ hệ thống giám sát hành trình tàu cá, bao gồm cả phần cứng và phần mềm, tiếp tục bổ sung các tính năng quản lý tàu cá nhằm đảm bảo phát hiện ngay kịp thời các trường hợp tự ý ngắt kết nối, tháo gửi thiết bị sang các tàu khác, hoàn thành trong quý 3 năm 2024. Đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin kịp thời giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định về hệ thống giám sát hành trình tàu cá được phát hiện nhanh nhất, chia sẻ đến các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh thông tin, củng cố hồ sơ để xử phạt theo quy định. Đồng thời truyền thông sâu rộng đến cộng đồng ngư dân các trường hợp chủ tàu, ngư dân bị xử phạt để gian đe, nâng cao nhận thức, giáo dục cộng đồng, hoàn thành trong quý 3 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.